Hello, xin chào quý anh chị đã quay lại với chuyên mục Google Club. Thì phim hôm nay thì mình có làm cái video nhận định về thị trường trong thời gian sắp tới cho anh chị nhà đầu tư có một cái góc nhìn nó rõ ràng hơn. Thì ở cái giai đoạn này anh chị thì nó có những cái tín hiệu rủi ro, nên thành ra mình phải phải làm cái video để cho anh chị nhà đầu tư tham khảo, có thể là phiên giao dịch ngày mai đó thể hạ bớt tỷ trọng, hoặc là đặc biệt là margin, là anh chị nên hạ bớt tỷ trọng margin về cái phiên giao dịch ngày mai. Sau đó đối với thị trường thì là nó có những cái tín hiệu tích cực hơn thì mình mua lại sau. Thì ở cái giai đoạn này anh chị, thì hồi tối hôm qua thì mình đã chia sẻ với anh chị rồi ha. Thì đối với thị trường nó đang có những cái tín hiệu đi ngang ở quanh khu vực này. Thì khả năng mà tuần trước mình nói là thứ hai, thứ ba, khả năng qua thứ tư luôn, thì đối với thị trường nó chưa có một cái lực nào để vượt qua được cái vùng đỉnh đâu anh chị. Nó chưa có một cái lực nào để vượt qua vùng đỉnh, và khả năng nó sẽ tích lũy. Và đặc biệt ở trong giai đoạn cận đỉnh này thì cái margin đang full anh chị. Margin ở những cái công ty chứng khoán, chị thấy là khi mà mua vào những cái dòng mid cap thì hết raw margin để anh chị tham gia mua vào. Thì khi mà cái hiện tượng này xuất hiện á, thì khi mà nhà đầu tư họ muốn mua mạnh lên để vượt đỉnh á, thì nó sẽ không có lực và không đủ dòng tiền để mà mua. Thành ra giai đoạn này khả năng rất cao thị trường đâu đó là trong tuần này, à là cuối tuần gì đó, nó sẽ có những cái phiên rũ bỏ bớt không? Là để rũ bỏ bớt cái margin để nó lấy lại cái sức mua cho thị trường và trong giai đoạn sắp tới. Thì đây là một cái những trong cái đặc điểm mà anh chị nên chú ý, và đặc biệt là phải bảo vệ cái tài khoản của mình trong những cái phiên giao dịch sắp tới nha anh chị. Cố gắng làm sao đó cho cái tài khoản mình nó nhẹ đi một tí, để sau này nếu như mà thị trường nó khó điều chỉnh về những cái vùng giá cân bằng lại tầm 10, 20 hoặc là hai mấy điểm gì đó, thì lúc đó anh chị có sức mua để anh chị mua lại cân lại phía bên dưới thì nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Thì mình muốn chia sẻ với anh chị là như vậy thôi. Đó về cái thị trường trong cái ngắn hạn, nó xuất hiện lên cái rủi ro của phiên giao dịch hôm nay kèm theo cái thanh khoản của thị trường lớn, thì khả năng nó sẽ không vượt được, thì khả năng nó sẽ quay lại để nó test lại cái vượt và nó rũ bỏ bớt nhà đầu tư, sau đó nó mới quay lại để nó tăng tiếp được gì. Nó không lên được thì bắt buộc nó phải đi xuống thôi. Phiên hôm nay là một phiên mà đánh lên, nhưng mà đánh lên cao thì nó lại một cái dòng tiền, nó không thể có dòng tiền nữa, thì khả năng nó sẽ làm test thêm một hai ba phiên nữa, mà nếu không ổn định được cái dòng tiền thì nó sẽ điều chỉnh. Thì lúc đó là cái cơ hội để anh chị nhà đầu tư nào mà biết trước được không, có thể hạ bớt margin, hạ bớt cái tỷ trọng để xuống dưới mua cân lại. Và đặc biệt đối với những cái nhóm chứng khoán đồ mà nó có kết quả kinh doanh tốt đó, và nó về hỗ trợ, thì anh chị cố gắng nắm giữ. Và đặc biệt là những cái mã cổ phiếu mà nó về hỗ trợ nắm giữ. Và hẹn anh chị tối nay trên cái buổi livestream mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái mã cổ phiếu. Còn lại nhận định cái thị trường thì mình chỉ có khuyến nghị cho anh chị là chú ý đến margin này, là cái quan trọng nhất nha anh chị. Chú ý đến margin là ok rồi. Thì xin chào, hẹn gặp quý anh chị vào những cái buổi livestream tiếp theo. Chú ý margin trong những cái phiên giao dịch sắp tới nha anh chị. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.